Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Người đâu rồi vậy các bạn ơi, trên này à? Ồ. Xanh mộ cho em. Một viên đạn M79 duy nhất và kẹo đã có cho mình một mạng đầu tiên. Anh em thấy là có ý gì không? Quá là dễ dàng luôn nha. Mình còn hai viên đạn phóng điện nữa cơ mà. Thoải mái đi nhé. Uầy, nhiều đồ ngon chứ các bạn ơi. Có cả ấu da luôn nhé. Tuyệt vời chứ các bạn ơi. Ok. Và kẹo sẽ trang bị luôn ống ngắm 1x vào khẩu súng ô ra này. Ở đâu? Khẩu súng ô ra ở đây đấy. Mình cứ đọc cả sách chính tả nữa. Ok ok. Chúng ta sẽ chạy ra phía ngoài coi. Nào. Đang còn đông người lắm cơ. 31 người chơi nữa cơ mà. Cùng mình săn mạng nào anh em. Chạy lên phía trên thử coi xem là có thấy ai hay không. Wow, phía trên không có một ai cả. Ơ, tôi tưởng là chỗ này sẽ phải có người cơ mà. Không thấy ai nên là mình sẽ chạy thẳng lên khu vực. Đó là khu vực cánh đồng luôn nha các bạn ơi. Lên thẳng cánh đồng luôn. Người đâu rồi vậy các bạn ơi? Wow. À đây. Có một cái đường giáp này. Ngon. Ăn nâng giáp luôn nhỉ. Ok, quá đã luôn. Lên xe cùng chạy đi săn mạng nào nha em. Uầy, ngoài này kẹo chưa thấy ai cả đâu. Phía này cũng chẳng thấy ai lần này. Ở cái đậu xanh, chúng nó lại chạy đâu cả rồi. Uầy, đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Đây à? Uầy, đây các bạn. Đây các bạn. Uầy, đây các bạn. Đây à các bạn. Xanh mộ cho em ơi. Tính chơi với anh à? Chẹo anh sao nổi. Bởi vì là anh có M79 cơ mà em. Chẳng có là bắn phát đầu hơi lỗi tí. Đấy. Chúng ta sẽ lượm thêm tổn thương nha các bạn ơi. À đâu, lượm thêm đạn tiểu liên. Kẹo nhầm anh em ạ. Sorry anh em. Đây, chúng ta cũng sẽ cần lượm thêm tổn thương này. Đó, thêm đạn tiểu liên nữa. Như này là ok rồi nha. Tiếp tục lên xe và đi săn mạng nào anh em. Let's go. Có phải đi coi. Ui. Ui giời ơi. Từ từ các bạn ơi. Ơ. Kiểu này. À. Kẹo tưởng là bị mắc kẹt xe cơ nhưng mà xe vẫn chạy ok. Chắc là ổn rồi. Mắc kẹt xe thì khỏi, có xe để chạy luôn. Ui. Anh em đã thấy ai ở đây chưa? Kẹo chưa thấy ai ở đây luôn này. 25 người chơi nữa. Cùng kẹo đi săn mạng nào các bạn ơi. Nãy giờ gãy cánh hơi bị nhiều. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đi săn mạng bù nha. Qua bên này nào. Wow, có thấy ai đâu. Buồn ghê ta. Hẳn là không thấy một ai luôn. Sao nó lại vắng quá nhỉ các bạn ơi. Từ đầu trận đến giờ thì kẹo mới chỉ có cho mình được 2 kill. Nên là mình bây giờ mình sẽ qua cái hòn đảo bên cạnh coi. Mong rằng sẽ kiếm được nhiều người hơn nữa đây. Qua hòn đảo bên cạnh này luôn này. Sao phải ngại hả các bạn? Lựa con phía này coi. Đây, bồi bồi. Lái xe hơi lỗ tí các bạn ơi. Chúng ta sẽ phải quay lên phía trên này một xíu này. Đó, hiện tại thì kẹo đang có đó là 4 mắt xem nha. Ở đây không có ai à? What the hell? Cái khu rộng như này mà không có ai à? Buồn quá cơ các bạn ơi. Chúng ta sẽ quay lại đảo cũ nào. Chạy lên trên này mà không có ai thì thật sự là buồn luôn rồi. Bỏ xe đi tìm đi anh thôi em ơi. Anh thích chạy xe săn mạng cơ. À thằng nào gã chảo vậy? Gã dao bạn ơi. Hey. Hey. Thằng nào vừa gã chảo gã dao ở đây vậy? Hey. Đâu rồi bạn ơi? Đâu rồi bạn ơi? Hey. Ơ, nghe tiếng dao chảo nhưng mà không thấy người này. Hay bạn ơi, đâu rồi? Ủa, chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy anh em ơi? À đây, ở đây. Ok, ok, đây rồi. Đây bạn ơi. Hay, qua đây, qua đây. Qua đây bạn ơi.
Đây, qua đây. Đây bạn ơi, qua đây bạn ơi. Đây đây. Mình lấy xe cái đã. Đây mình lấy xe cái đã. Hay bạn ơi, qua đây, qua đây. Qua đây bạn ơi, qua đây bạn ơi. Món mình có rồi đây. Qua đây bạn ơi này. Ok ok đây. Đây bạn ơi. À đâu? Cho bạn ơi đứng ra này. Ui bạn ơi đừng. Ăn đứng ra đây bạn ơi, này này. Này bạn ơi, này bạn ơi, này bạn ơi. Hey. Ăn đứng ra đây bạn ơi. Ủa, ăn đứng ra đi bạn. Sao vậy? Ơ. Có ra ba mình có rồi, mình có rồi, có rồi, có rồi, có rồi bạn ơi. Đứng ra đây bạn ơi. Nhanh lên xem mình chở này. Ok bạn. Tí nữa thì lại đi lùi qua người bạn luôn. Thế là ngày hôm nay thì mình đã gạ được một thanh niên team up thành công nha các bạn ơi. Chơi cùng bạn này luôn sẽ là còn lấy được top 1 con nào nha. Cố gắng chạy hát nha các bạn. Ở đây. Ui. Coi này coi. Quan trọng là kiếm người cơ. Bây giờ đã thấy ai đâu? À đây đây. Đây này, cái đậu xanh. Ui, nó chạy này. Ơ cái đậu xanh. Ơ cái đậu xanh. Ui. Xanh mộ che mây, xanh mộ che mây. Ok đã xong nhé. Ui đừng đừng, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi. Lút đồ cái nào các bạn ơi. Ok ngon. Khá là nhiều đồ ngon nha anh em. Ủa, thằng này nó lượm nhanh quá là mình mãi click vào trứng phục sinh này. Lượm thân từ máu này, ok ok. Nhanh lên xem nào bạn ơi. Còn lại có 20 đứa thôi bạn ơi, nào lên xem nào. Ok ok mọi người, thì cả đã quay trở lại rồi nha. Lúc nãy là đang quay video bị lỗi anh em ạ. Đó. Và chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào các bạn ơi. Chán thật, bởi vì là kẹo livestream thì kẹo quay lại livestream mà anh em. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi săn mạng nha các bạn ơi. Phía trên này có ai không nhỉ? Chưa thấy ai cả đâu. Ui ui. Đây, lượn lờ qua phía này coi này. Bên này là có rất là nhiều tướng thư nhá. À đâu, rất là nhiều những cái thịt nhá anh em ạ. Tất nhiên là tướng thư thì ở đâu mà chẳng có. Tôi đại bảo, rất là nhiều tướng thư thì hơi bị sai sai anh em ạ. Quá sai luôn này. Ui, tin nào vậy, tin nào vậy. À đâu, không phải team anh em ạ. Solo mà. Solo làm gì có team này. Ui, solo làm gì có team này. Ok, đã xong. Hello bạn ơi. Bạn ơi, đừng bắn linh tinh. Ok, ok. Lên xem nào bạn ơi, đây. Lên xem mình chở nào bạn ơi. Ok. Phải gọi là chơi team up nhưng mà như kiểu là chơi với đồng đội vậy anh em ơi. Bạn này rất là hiểu ý luôn này. Đây lúc sao nó bạn ơi. Sao nó đâu rồi ấy. Chỗ này chỗ này. Có thêm được đạn súng tự nhiên nhá. Nào đạn cái đã. Let's go nào các bạn ơi. Cùng kẹo tiếp tục săn mạo nó anh em. Đi thôi anh em. Ui ui. Cái đậu xanh. Ngay phía dưới các bạn ơi. Ủa đâu vậy? Thanh niên tính 1 cân 2 à? À đủ. Thanh niên tính 1 cân 2 à? Đây. Gạ tiếp áp hả? Đâu đâu? Đâu mày? Đâu mày mày? Đâu mày? Đâu mày mày? Đâu vậy? Đâu vậy? Đâu vậy em ơi? Ủa đâu vậy? Chỗ nào vậy? Ê bạn ơi đâu rồi? Đâu rồi bạn ơi? Ủa gã chỗ nào vậy? Bạn này gã chỗ nào ấy, anh em ạ? Không thấy không thấy. Ơ nó ăn trộm xe của mình này. Đậu xanh em ơi đừng ăn trộm xe của anh. Em ơi đừng ăn trộm xe của anh. Đậu xanh thiên nhiên. Tưởng là gã thì áp không phải anh em ơi, nó ăn trộm xe của mình này. Cái đậu xanh. Ăn trộm xe mất tiêu rồi. Buồn quá anh em ơi, đi đi. Đây, qua đây anh em ơi. Chúng ta ăn trộm xe của mình rồi, buồn ghê vậy. Bây giờ chắc là đi bộ thôi anh em ạ. Tin cả địch và cái kết bị ăn trộm xe rồi. Cay quá cơ sao chơi hả anh em ơi. Chắc là chúng ta sẽ đi tạm ở xe này nhá. Đi tạm xe này luôn nha anh em ơi. Lên xe bạn ơi. Của bạn. Lên xe đây bạn ơi. Mình chở.
Wow, qua đây coi. Đây rồi anh em ơi, ngay một đứa trước mặt nhá. Mày chạy đâu Hải ơi, mày chạy đâu Hải ơi. Chỗ này thôi này các bạn ơi. Ủa, thằng vừa ăn trộm xe này. Cái đậu xanh, mày vừa ăn trộm xe à? Ui, ăn trộm xe à? Xuống xe mời, xuống xe mời, xuống xe mời. Ăn trộm xe à? Xuống xe mời. Xuống xe mời. Ăn trộm xe hả em? Ui, nó xa quá. Bạn ơi, nhanh nhanh nhanh. Nhanh chạy qua. Chạy qua mới săn được nó cơ, nó xa quá anh em ạ. Mày chạy đâu Hải ơi? Anh xem là chú chạy đâu rồi. Ui, phía này nó đang bị lag anh em ơi. Chắc là nó chạy qua bên này rồi. Kìa kìa, đang chạy mo này. Ồ, đang chạy mo hả? Em ơi, chạy mo hả? Xanh mộ cho em. Ngay phía trên cũng có người nữa. Đâu vậy, đâu vậy? Đây à? Đây à? Đây à? Ui, đậu xanh đây à? Đây à? Ui, đậu xanh đây à? Cái đậu xanh. Đây hả anh em ơi, đây hả anh em ơi. Ui, đây hả anh em ơi, đây hả anh em ơi. Ok, xanh mộ rồi nhé. Quần máu cái đã làm gì mà căng. Ui, bạn ơi, đừng bắn linh tinh, mình sợ. Ủa bạn ơi, có xe, có tiếng xe này. Thôi kệ, chúng ta lên xe chạy cái đã. Hey bạn ơi, lên xe chạy này. Ê bạn ơi, sao lại tính đập xe thế hả bạn ơi? Ok ok, còn lại là 7 bạn ơi, anh em ơi, cố gắng săn mạng nào các bạn ơi. Wow, để coi, mình sẽ cuốn đêm vào luôn nào. Ui, bây giờ là còn lại có 6 đứa này anh em ơi, bởi vì là không tính người bạn chơi cùng team up với mình mà. Wow, 6 thằng ở đâu? Ui, còn lại 5 đứa đây. Cùng team up lấy top 1 nào anh em ơi. À, để coi. À đây, đây, ở đây có một đứa này anh em ơi. Ở đây có một đứa này anh em ơi. Nó ngay chỗ mấy cái thùng container này. Đứng tạm ở đây cái nó này. Mày chạy đâu Hải ơi? Ủa nó chạy được rồi. Thằng kia nó tính zip boy anh em ạ. Thôi kệ thôi kệ. Đây đây. Ui, một đứa đã bị hạ. Chắc là nó rồi anh em ơi. Còn lại có 5 mạng thôi anh em ơi. Cố top 1 nào. Cố top 1 nào anh em ơi. Đây phía trên thử coi nào. Ui, đang có 7 mắt xem anh em ơi. Cố gắng top 1 nào. Bo đang thu rất nhỏ rồi nha. Bên này có ai không vậy? Đây à? Ui đây à? Ok đã xong nhé. Còn lại 3 đứa nữa anh em ơi. Ui, bên trên một mớ tường băng luôn. Tôi nghĩ là đấy có người nhá. À đây đây, phía dưới nha anh em ơi. Phía dưới có người nha. Wow đậu xanh, để coi. Đây à? Đây à? Trong lều hả anh em ơi? Ui, cá đậu xanh anh em ơi, cá đậu xanh anh em ơi. Ui, cá đậu xanh anh em ơi. Ui, làm gì mà ghê vậy? Ngay phía dưới anh em ơi. Ăn liệu không em? Ăn liệu không em? Ui, đậu xanh ghê vậy. Ui, kẹo xanh mộ rồi. Cố gắng team up nhưng mà không thành công anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.